Quỹ Bình ổn xăng dầu, góp ý cho kế hoạch kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị cần cân nhắc, bổ sung nhiệm vụ kiểm toán một số quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách lớn như Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Điều này nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém mà đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu. Trước đó, vào tháng 8 năm 2019, trình bày báo cáo của đoàn giám sát Quốc hội trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuần này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải nói, số tiền trích quỹ bình ổn xăng dầu được để lại cho các doanh nghiệp đầu mối thực chất là khoản thu trước của người dân, doanh nghiệp. Ông đề nghị chính phủ nghiên cứu, xác định rõ lộ trình hoặc bỏ ngay quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tại văn bản gửi Văn phòng Chính phủ ngày 12 tháng 4 năm 2019, Hiệp hội xăng dầu Việt Nam đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã thêm một lần ý kiến về quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo hiệp hội này, việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu khiến người tiêu dùng chịu thiệt thòi hơn là được lợi, vì bản chất là người tiêu dùng đang ứng trước cho quỹ. Bên cạnh đó, việc sử dụng quỹ mang đậm tính can thiệp hành chính nên làm méo mó giá cả thị trường xăng dầu.